Đó, cho anh em ngắm xe. À, con này là chưa có lên đủ đồ đâu, mới thôi. Bây giờ mình đang sang cái cặp tay con tay thắng của con Z1000 này để qua con Z9. Z9 là mình cũng lên đồ chơi hết luôn anh em. Z9 này không phải Z9 Venon anh em coi, Z9 này Z9 là mình lên cho một người chị của mình. Chị chơi xe lâu năm á, chị đó cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà chị đó máu lắm. Đó, buổi chiều ngắm xe. Mời anh em vào ngắm chung cho vui. Thì sẽ cố gắng kiếm nhiều mẫu xe khác rồi cho anh em ngắm chơi. Cho anh em nghe tiếng tiếng bồ cái nè. Tiếng bồ thần thánh. Z9 ra mình sẽ cho anh em ngắm tiếp lần nữa, mà mới lên bô anh em, mới lên cây bô rất là nhức nách, nhá là cho chút để chút đẩy ra cho anh em xem. Đó, chút ra cho anh xem ha. Đang lên chắn gió đồ, chưa có rửa luôn nha anh em nha, chưa có rửa luôn á, từ từ nha, cứ từ từ. À, giờ cho anh em ngắm thêm con Z9 là Z1000. Chiều ngắm xe, Z9 này chưa lên full đồ đâu nha anh em, chuẩn bị lên mới đủ đồ. Anh em thấy chưa? Z9 này chưa rửa, chưa có lên đủ đồ đâu. Mới vô 40% thôi. Tay con tay thắng. Anh em. Rồi, giờ cho anh em nghe tiếng bô. Mập đời mấy giờ mập, nạc đô miếng nghe chơi. Z9 với Z1000. Dạ. Rồi, cho coi cái bô ra lửa nè. Chưa, quay nè. Ở bên nước ngoài về luôn nha. Đẹp không? Z9 Z1000. Đó. Chiều ngắm xe chơi anh em. Rảnh rỗi làm gì? Anh em chiều không có xe thì lên clip mình coi để ngắm. Rồi, ngắm được chưa? Ngắm xong rồi giờ mình đi lên đồ chơi cho anh em nha. Lên đồ chơi. Dạ đúng rồi. Nó đẹp. Nó lòi ra hơn con Z1000. Nó còn che lại. Che chính đúng rồi, nghĩa là Chris Fighter luôn á, xô hết rồi. Đẹp hơn nhiều, đẹp hơn Z1000 nhiều. Đó, rồi. Hey, bye anh em, một buổi chiều ngắm xe. Chiều ngắm xe. Xe mình mua về luôn nha anh em nha.